Thì anh Hùng với lại ông Katu đi vớt cua nghe các bạn. Hôm nay mà vớt về không có con nào, nó chắc Huyền cười xỉu luôn á. Huyền nói với anh Hùng hồi sáng là nếu mà hôm nay anh đi với ổng mà vớt không được con nào đó là anh kỵ với ổng rồi đó. Tại ổng đi một mình mà ổng vớt mấy chục con luôn, có anh Hùng không có con nào á. Cửa tự động nè, gọi vô nó mới mở nha cả nhà. Ôi chào cả nhà, bây giờ mình với ông Kato đi kéo cua nè. Bên này trời cũng đẹp quá nè, im quá nè. Và đây đưa cái hòm mới đây nó Kato. Dạ. Thu xong nè. Dạ. Hai cái xô đi nè. Đó. Ông hồi bữa hôm qua ông đã ra ông bỏ trước rồi ha. Bây giờ là ngày thứ hai đi kéo cua nè. Thì vấn đề thứ coi đi coi có không nha. Mình mới nói với ổng là mỗi lần mình đi chung với nhau thì không có con gì hết á, cá cũng không, mà ổng nói bên đây cua không có nữa là lạ lắm luôn á. Đó, mấy cái lồng ở trên này là ổng đã bỏ xuống hết rồi nè cả nhà. Dưới đây nè. Bố mong cái thầy nó hot đưa đa đi tới. Thế. Ở ngoài đó tổng cộng 3 cái lồng hay cả nhà. Son. Ni livari da go kato. Đi ở đó. Lần nào mình đi với ông Kato ra đây thì trời nó cũng im đẹp như vậy nè ha. Dạ. Tới rồi nè cả nhà. Bây giờ mình kéo lên nè. Son. Just slow down đi. Chân đây là thúng. Ok. Mình vừa mới hỏi ông cảm thấy nặng không? Ông nói chưa có thấy nặng ha. Yeah. Ở dưới đây mà cũng sâu dưới 18 đến 20 mét nè cả nhà. Wow. Đã đó. Fin for again. Wow, thấy cũng bự ghê nha. Den där är ju väldigt stor. Ja. Okej. Cái nhà cái bụng đè luôn á. Tức là 2 4 6 8 10 11 Ok, det är 11. 11 stycken. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, con nó bự kìa cả nhà. Cái thao bảnh nó mía.
Bây giờ ông sẽ coi con nào cắt thịt nhiều ông mới lấy, hay còn những con mà không cắt thịt đó, chắc không lấy. Der. Ja. Den har så små klør. Ja. Og jeg tror ikke det noe særlig mat i den, så den kaster jeg ut i levende. Mm. Det der en fin grabbe. Ja, jeg ser fargen. Ser du fargen på den der? Det den fineste grabba vi har fått i dag. Ja. Den ser også fin ut. Ja. Den der ikke noe. Bây giờ ông sẽ dọn cho nó. Dạ. Còn hai lồng nữa nha cả nhà. Yes. Ja. Jag har en. Du måste trekke lite i vind så visst där. Du kan det sånn. Der ja. Det här var ikke mange. Nej. Her var det ikke mange. Jeg håper jeg finner den siste tegnen. Mm-hmm. Hiện tại mà còn một cái thứ ba nhưng mà không biết ở đâu. Ôi. Đen nhỉ? Den? Ja. Dagens fineste krabbe. Er det det? Ja. Hvor ser du det? Du ser her. Ser du ikke hvor gul han er? Se på beina på han. Ok. Ser her. Den en fantastisk fin farge. Ok. Og når du rister på den, ja, så kjenner jeg at det kjøtt inni her. Er det det? Ja. Cái này là cái cuối này, cái thứ ba này, cái nhà. Ông nói là cái dây nó hơi cục á, cho nên nước ở đây nó hơi sâu, cho nên cái phao nó đứng vậy nè. Cái phao nó đứng vậy nè ha. Lồng cuối này cả nhà, được 5 con. Wow. Store diaro đó. Nei, det var ikke mange, synes jeg, i dag. Jeg tror det var en veldig dårlig innfall. Ông nói bữa nay cũng không được nhiều gì mấy ha. Thường thường ông đi một mình thì nó nhiều lắm. Krabbe skal ikke gå der og sulte resten av livet. Oi, den kjenner jo som en stein. Ja, men den ikke noe mat igjen. Se hvor lyset han under. Ja. Đó, bây giờ mình hjemme. Đó, bây giờ mình về nhà rồi nha cả nhà. Bây giờ mình lấy ra. No, no, how to take the cookie? No, med en gang, eller? Ja, med en gang. Ok. Det tar litt tid, skjønner du. Ja, men hva skal vi gjøre imens? Drikke øl. Ok, drikke øl. Ja. Đây nè, bây giờ ông chuẩn bị ông nấu liền nè, cả nhà. Đó, cái đây là cái lò nấu cua này. Để ta crop with Så jeg lagde koker. Den har jeg lagd. Du har lagt en sal, ja? Ja, hva gjør jeg så snart? Hvis det blåser. Ja. Da står den mye bedre. Ja. Saltene, mye hape. Bare si fra nå den... 2...
Nhiều không? Alex thấy con bự không? Thấy cua bự không? Đấy, coi đừng nó kẹp đó con. Nó cho ai cầm thử nữa. Thôi đừng. Con nó bự lắm, cái càng nó bự lắm. Ủa sao ai làm? Bẻ càng hết rồi. Hả? Ôi. Nè, ổng muốn mình quay cho các bạn coi cái cây của ổng nè. Xe. Oh, they have full bloom still. Wow, cái cây này nó cao quá nè cả nhà. Cái bông của nó nè, quá trời đẹp luôn nè. See all the details. Yeah, so that. Yeah. So she's been then. Oh, so flott. Cây mà nó đẹp gì đâu luôn nè cả nhà. Rồi trong thời gian mình ngồi chờ thì mình với ổng uống bia. Still possible? Yep. Oh, Alex cũng có nữa hả? Skol Kato, skol. Nhà của ông Cato có nhiều cái bông lạ lắm cả nhà ơi. Quá trời đẹp à. Ông rất là giỏi về cây nha. Bông đồ đó cả nhà. Nè. Nước sôi rồi. Nước sôi rồi cả nhà. Bỏ con bự vô trước này cả nhà. Rồi. Bịt thân đấy. Den grava där är död. Mm-hmm. Okej. Okay. Nej, den lever ännu, ser du? Nej, det är inte mycket. Den är så som det är sändigt. Den kastar vi. Ông chỉ nấu mấy cái con mà nó còn sống thôi. Với mấy con mà ông chết thì ông không có nấu cả nhà ơi. Det är en väldigt fin grabbe. Okay. Kämpefin grabbe. Den ska vi se efterpå. Lên nét thao. Okay. Yeah. Så må vi vente igjen. Ja. Ja, til en piper. Der. Nei, ikke sånn piper, men nå setter jeg den tegnet. Ok. Akkurat der sånn, så han skal da være kvart over. Ok. Yes. Ja, bây giờ là cái thời gian đã nấu xong rồi nha, cái nhà. Nå, sen for å løfte på dette her nå, så bruker du en sånn. Ja. Se på den kroken der nå. Så tar jeg fast der. Da renner vi alt vannet vekk. Mm-hmm. Så vi legger med ryggen. Ryggen, ja. Så
Bên phải chúng ta đã mì mà nó mọt. Dạ. Đen cái đầu của bạn. Ông nói cái con này thịt nhiều nhất nè. Ông nói cái con này nó bự nhưng mà nó cái màu nó không có phải như vậy. Một phải. Dạ. This is good on skin. Dạ, bây giờ không. Cái còn nóng mà cả nhà. Wow. Cả nhà ông cà tu nhậu nè. Hello cả nhà. Ông kêu mình không có cầm bia nhưng mà mình cũng cầm theo. Cái cây hoa này nè cả nhà, Huyền thấy nhiều màu lắm, màu vàng, màu cam, màu hồng, màu trắng, nhưng mà chưa bao giờ thấy màu tím này nha. Lần đầu tiên Huyền thấy luôn á. Với lại ổng có cây hoa lồng đèn Nhật nè, rất là đẹp luôn kìa. Wow. Ổng nói cây này nè nữa, ổng cho tụi Huyền vài hộp để Huyền về Huyền trồng á. Này hoa lồng đèn Nhật á. Đó, Huyền đứng trên đây quay xuống cho các bạn xem nè. Đẹp dễ sợ luôn á. Đây đó nè. Dạ. Ôi. Bloom stack. Ồ, hôm nay nó ra bông nhiều dữ. Dạ. 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 Cái gì vậy? Oh, first tour. Så flott. Och så ser jag uppe. Så kommer det massa nyss. Ja, men det är lite. Det är för högt, ja. Ja. Nej. Sonja, có nhiều, có hai con mèo trắng đen giống như nó nhìn kìa. Lägg det där. Oj. Vi kör. Se gott ut. Kom Kato. Oj. Wow. Ja. Vad det går in då? Jag har satt bicha på varandra. Ja. Hôm nay ổng bận đồ đẹp. Có khách nữa không bận đồ đẹp. Trời xịt vô thôn. Cái này dễ thương quá các bạn. Mentos. Chỗ nắng anh hẹp tên Mentos. Dạ. Ồ xe hả nè em. Ôi. Đến anh đi. Có tu. Đến hãy. Này. Đi mở cái son đau đi không. Hoặc là đấy. Mẹ này kia lý phong. Các bạn thấy không, đây là những cái hộp thuốc hồi xưa nè, ở nuôi làm á, thuốc cái nhỏ này nè, hồi xưa đó. Dạ. Đó, bây giờ rồi thời đó ông có hút á, rồi bây giờ ông còn giữ lại những cái gói nè. Dạ. Ừ. Hồi xưa đến Skarven. Đến? Skarven. Skarven. Đến Skarven, phù sơn ở trên sơn hả? Ừ. Cái con nghe cái con lợi mà giống con. Ở đây bông mòn đi. Dạ. Ồ, máy của ổng á. Số vật kết đó. Vật kết kìa. Ôi dạ. Vật kết đỏ mấy. Dạ, ngồi đây. Ừ. Đẹp hả? Mẹ của ổng đó, cái này là ổng tự quẻ luôn. Ổng quẻ xong rồi ổng quẻ Trời, hôm nay ổng bận đồ đẹp quá. Hôm nay ổng bận đồ đẹp các bạn. Ngồi. Chính vợ hay gì á? Chắc muốn có vợ hay gì. Đó, chó của ổng bự lắm nha. 75kg. Wow, det lukter godt med sitron. Ja, det gjør det. På mat. Der, og så der. Các bạn coi, ổng có một mình mà coi nè. Sạch lắm luôn cả nhà. Coi cái bếp của ổng nè. Bông hoa ổng vô ổng chân nè các bạn coi nè. Trời ơi, đàn ông mà kỹ dễ sợ luôn á. Đây nè các bạn. Các bạn coi cái bếp không có miếng bụi luôn á. Chỗ này là ổng ngồi. Cái ghế đó là của ổng nha. Đây là ổng ngồi ở đây nè. Lần đầu tiên mình được đi ăn tiệc cho các bạn. Đây nè. Đã xịt tôi về hai. Wow. Och dricker samman med onkel Kato.
Các bạn này nè em. Các bạn các bạn này ông nói là tuổi nhiều hơn ổng đó. Vậy hả? Cái bàn này đặc biệt dữ lắm nè. Ồ. Nhà ông ấu thích xài đồ cổ các bạn. Đó. Các bạn coi nè. Ổng bài biện vậy nè. Bếp núc ổng sạch lắm nha. Đó. Blond stem. Georgine. Chân bông đồ các bạn coi nè. Cái tên nó Georgine. Sạch. Dạ hả? Which one are the... Đen. Georgine. Đó, đem có đen như tê hoặc đen như đàn ông mà có em, cây này mới tặng mình cây đó. Cái cây này ổng cho tụi mình. Alex. Vad säger den där? Wow. Det är helt enkelt. Đây nè. Trời, cái nhà ổng sạch lắm, không có mấy bụi nữa. Ông giỏi ghê đó. Hay là hôm nay mình qua ăn tiệc rồi ổng dọn dẹp kìa. Này. Cái này còn giống như hơn mình đi nhà hàng nha cả nhà. Hồi nãy chỉ thay đồ đẹp không chịu kìa. Ổng mới tắm ông thay đồ đẹp hết trời này cả nhà. Sẽ đi kiếm vợ nè, kiếm vợ cho ổng à. Det är två forskjellige typer, en äkta och en lätt majonnäs. Okej. Okay. Jag lägger här. Lägger här i loj majonnäs. Så. Một cái nhẹ, một cái ekte là nguyên si của nó đó. Ok. Ok. Men varför det? Jo, diabetes đó, ông có. Này. Ông sẽ ăn bánh mì đen. Rồi mà bánh mì này ông nướng cho mình nè. Đó. Đã. Em lấy cái món đồ đẹp lên nhìn ông cũng ngon đẹp trai đúng không? Thôi. Ông có muốn bạn gái không? Đang chúc cho ông xỉn ông mới hỏi. Xe đi thôi. Go to can start my restaurant with Sunville. For the Hanna so fling me so mat. Yeah. Đó, tự vì từ trước đến giờ ông thấy mình cách của mình nấu cua hơi bị sai á, cho nên bữa nay ông cố ý là ông mời mình tới để ăn cho nó đúng cái cách của ông nấu này nha cả nhà. Đó, với lại ổng rất là tội, ổng rất là dễ thương ha. Ổng rất là quý mình lắm. Mình cũng quý ổng nữa. Đó nè. Còn đứa spis krab hả? Alex. Đồ ly krab. Alex. Ông bắt cuộc cái đồ ly krab đấy. Ôi xong á. Bao giờ đưa nó có tốt? Lít là insulin. Ok. Ok. Ông phải chích vô cái đó trước khi ông ăn á, tự vì bữa nay ông ăn mấy cái đồ mà hơi có ăn nhiều. Ok. Sao nghe thả đi thịt đấy? Cho tì là... Bò mẹ ở Việt Nam. Tham ta hẹn nét ở Việt Nam. Giờ ông dễ thương không? Giờ lấy xe. Yeah, mời cái nhà ăn tiệc cùng gia đình nhỏ với em Katu nha. Ok. Ska vi skåla först? Ja, vi gör det. Jag måste skåla först. Skål! Hoppas du lyckas den öl. Ja, det tror jag jag gör. Ja, Alex, skål! Ja. Den är mörkt. 4,7 i Okato. 4,7, den var god. Den var god. Okej. Så vipper du upp den bak där. Den du begynner med å ta vite. Så setter du kniven inn der. Ja. Gjør du sånn. Sånn, ja. Der. Nå har du åpnet huset. Ja. Så tar du av. Sånn. Den som sitter der, den må du ikke spise. Nå kommer over dit. Den skal du ikke spise. Nei. Den sitter nå der.
Det er magesekken. Tarmene til krabba. Der er alt krabba har spist. Den ligger der. Den ligger der. Om du ikke engler til det. Der, inni der, så jeg tok av litt for mye. Det der, der kan jeg. Men det som er inni her, det skal du ikke spise. Ok. Det skal du ikke spise. For da har vi engler seg bøye, da bom, din gøy da. Nedi her. Ôi, sao nè. Dạ. Ăn cua kiểu người nó vui nha cả nhà. Vâng. Wow. Og så jeg har litt. Litt heller ikke smør på grunn av diabetes. Ja. Den kjenner den også. Wow. Nå er det, nå koster det sikkert 150 kroner per... Nei, 175 tar jeg. Ja, ja, jeg vet. Og hvis du ikke vil betale, så har jeg stor hund her. Ikke sant? Ja. Det ser så delikat. Du kommer til å betale, du gjør det. Wow. Du skulle lagt den der under. Ok, ja. Men det smaker sikkert samme. Jeg tror det smaker bra. Ja. Yes, men da gjør vi samme og se. Ja. Yes. Ja. Ok. Lần đầu tiên tôi Huyền ăn cua với bánh mì ngon quá chừng nha các bạn. Quá chừng ngon luôn. Với lại mayonnaise nặng chút chanh. Salad. Rồi để thịt là thịt cua lên. Dạ. Chanh lên ăn quá tuyệt vời cả nhà. Ờ, lần đầu tiên ăn theo kiểu người nuôi thấy ngon quá trời. Mình nước mắt nha, ngon lắm đó. Hồi nào giờ tụi Huyền ăn là ăn không không à? Ngon ha. Nó béo mà nó ngọt thịt đó. Đó, nhúc nè. Xuống. Cho nếp ăn tỏ lắm. Ờ. Rồi. Được cho vào dòng kiếp này đi ăn. Ăn đi. Alex phải con mèo cũng có tù nữa nè con. Nå nei, han gikk om... Hvor mange kilo var det du sa? Jeg vet ikke, han er svær. Ja, men han er veldig kraftig. Han er 10 år. 10 år, ja. Ja, 10 år. 10 år, ja. Alex, feil kong nei, gikk om det. Antung, Alex. Antung. Vent du. Bây giờ, cái nhà ăn xong với cái tu rồi nè. Vì ổng bắt mình phải cầm mấy con cua này về. Về để tủ lạnh từ từ ăn, tự vì sáng nay là ông có ăn tôm rồi cho nên với lại củ đá của ổng nó cua nhiều quá. Đó. Rồi ổng thì ổng không có ăn bánh mì này được. Cho nên ổng cũng bắt mình mang về luôn. Này cả nhà. Trời tới đây ăn còn mang về nữa nè. Quá trời ngon luôn nha cả nhà. Thức phì đó. Vô. Về đi gu mát. Về đi cù xì. Vì hà lắp mì đi đâu. Vì xì mì đâu. Vì xì mì đâu. Vì xì mì đâu. Chú lọ cái ếch xong. Chú tì sẽ ếch kia xong rồi. Chú tì sẽ... Trời ơi. Ông cho Huyền cái này mang về nữa nè cả nhà. Em có lấy thú. Tôi nghiệp ổng á. Tôi Huyền dọn dẹp phụ ổng á. Nãy giờ tôi Huyền nói chuyện nhiều quá. Tôi Huyền không có quay nhiều cả nhà. Dạ. Dạ. Bò bò mi ya. Bò bò luôn á. Bò con nhím thật luôn nè em. Dạ. Có chừng nó đâm cái tay á con. Nhím này các bạn. Pin fra andra sidan. Đây là hodet hans. Ja. Cái nồi lột lột cua của ổng nè cả nhà. Trời ổng tội nghiệp gì đâu luôn á. Ờ. Đó, thôi tụi Huyền về. Thất phơi đó, cà tu. À, hôm nay tụi Huyền ăn tiệc ở nhà ông cà tu về rồi. Rồi hôm nay Huyền qua Huyền mới biết là ổng ăn kỹ cỡ nào các bạn. Ổng làm cho tụi Huyền đồ ăn riêng, còn ổng là đồ ăn riêng, ổng ăn những cái bánh mì mà để cho ăn kiêng nữa. Đó cho nên là Huyền nói với Hùng nhiều khi muốn làm cái này cái kia tặng ổng, nhưng mà bây giờ thấy ổng ăn ổng kỹ vậy tụi Huyền cũng sợ cả nhà. Trước khi ăn là ổng dạch cái bụng ổng lên, ổng chích một phát mà nhanh vậy đó. Ổng làm, Huyền với Hùng nhìn nhau, hả ông làm gì vậy? Huyền với Hùng hỏi ổng gì đó cả nhà. Thì ổng nói là hôm nay ổng ăn với ổng uống thả ga, cho nên là trước khi ăn là ổng sẽ chích một mũi như vậy. Hồi qua ổng vui lắm, nhìn nhà cửa ổng ấm cúng lắm. Huyền thì Huyền cũng không dám quay nhiều, Huyền cũng ngại các bạn.
mà Huyền thấy con người ổng cũng tình cảm nha các bạn. Ổng giới thiệu cho tụi Huyền từng cái bức hình của má ổng, của ba ổng, rồi mấy cái đôi giày mà của bà ngoại ổng á, hồi lúc mà bà ngoại ổng còn mấy tháng mang á, mà ổng vẫn giữ kỷ niệm đến bây giờ các bạn. Hay là những cái cối xay thịt đó, ổng nói hồi đó là ổng giúp bà ngoại ổng xay thịt á, bây giờ ổng cũng để một góc để ổng trưng làm kỷ niệm. Đó thì qua nhà ổng kiểu mình thấy ổng có một mình ơn, nhưng mà nhìn vô nhà ổng nhìn thấy ấm cúng lắm chứ không có lạnh lẽo cả nhà. À, mặc dù là ổng trưng những cái đồ nó cũ cũ cổ cổ á, nhưng mà nhìn thấy nó cũng hay hay. Đó thì hôm nay tụi Huyền qua bển chơi ăn uống rồi nói chuyện nó cũng vui. Huyền cũng quay chút xíu chứ Huyền cũng ngại, Huyền không dám quay nhiều á. Thì nói chung ông hàng xóm của Huyền tốt, dễ thương lắm các bạn. Đó thì bây giờ thì tối rồi, thì Huyền tạm biệt các bạn tại đây ha. Hẹn clip sau nha.